Thì tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà để chúng ta xử lý cái thông tin đơn hàng của chúng ta. Rồi, mình sẽ xóa đi. Rồi thì đây mình viết cho nó một cái tính năng mới bạn, là cái giỏ hàng để mở ra cái thông tin mà cái đơn hàng chúng ta vừa 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 nhận từ khách hàng đấy bạn ha. Thì biết cho nó một cái survey của ông này. À có này. Sử dụng lại nó luôn ha. Còn nếu bạn muốn ok thì bạn sẽ tách ra nha bạn, tách ra. Customer. Tôi lái ra danh sách của khách hàng mà đặt hàng của chúng ta. Return customer order by đấy, mình sẽ phân trang ra như thế. Cho mình sẽ viết ra các thư mục. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ viết cho nó một cái phần say ba. Ok, rồi tính như vậy. Rồi thì mình sẽ viết cái thằng C3 này cho nó các bạn, phải có cái phần giao hàng.
chạy thử ha. Đây, giỏ hàng. Tâm mà. Thì em sẽ tạo cho nó một cái router. Cái router để nó vào trong cái link này. Config. Sorry. Router. Win các bạn. Rồi, cái này là dùng cái bảng để mình lót ra. Thì bảng trước mình đã có một số các trang rồi. Copy share lại này. Có một số thông tin như sau. Tên khách hàng. Số điện thoại là email, mình phải dẫn thông tin cần thiết là email, ngày gửi đơn, khách hàng là name, điện thoại là phone, email, ngày đặt hàng, view. Đây là đúng không? Customer. Mười sáu customer các bạn, customer nha. Đấy, đơn hàng của chúng ta quá trời nha.